tin hot, tin hot. Hot gì, hot gì, hot gì? Làm dưa nướng uống, người ta kêu chứa được Covid. Đéo tin. Có vụ này luôn hả, dưa nướng uống mà chỉ được Covid rồi. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình và A Cầm sẽ làm một cái thức uống và nó là cực kỳ mà bá đạo mọi người. Đây là món dừa nướng với lại đơn này với lại xài mọi người. Nghe đâu là hot đó nha, mình chỉ được Covid, Covid vậy đó nha mọi người. Covid hay là Covid thì mình không biết đâu mọi người. Bây giờ mình sẽ hái dừa thôi. Cầm cái chèo dừa nha. Chân mình thọt không chèo được. Bà con bây giờ là dừa đã chín đều nha mọi người. Mình sẽ khui. Ây da. Đó thấy không? Dừa nó cháy xém cái bố xung quanh thấy không? Đó, cháy này là ngon. Ô, cháy này cháy chín đủ luôn rồi, biết có ăn được không nè. Cây dừa. Ui da, nóng, 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 nóng. Bây giờ mình sẽ tiến hành là xử nó nha. Dừa nha bà con. Hello mọi người nha. Hello. Đây dừa nướng của mình đã xong rồi, nó cháy đen cái mùi lắm. Mùi đi. Chắc là một pha lê nướng. Đi thì cứt này. Thôi chẳng có phần này đâu. Phải, cái này là cái gì không? Bụi dừa hả chơi. Cái đầu vàng vàng của dừa thấy không? Đúng rồi, cháy rồi hết này. Đây là mình sẽ uống thử món dừa nướng đây mọi người. Dừa nướng thì sẽ uống kèm với lại xả với lại gừng nha. Đây. Lựa quả nào lựa đi mày? Con lựa quả này. Đi đây. Bây giờ thằng lựa quả nào? Quả nào lựa đi. Lựa quả này. Quả bò đúng không? Quả này đúng không? Đủ nó thơm này, thì ngon này. Chứ ăn được không ta? Không. Bây giờ sẽ khui. Khui ra sao? À quên, cậu hồ mập tính. Cậu không mập đâu. Đố sao thật là cắt này. Đố hồ chín luôn này này. Mít chín. Mọi người nướng mít chín nha. Thơm ghê. Ở bên trong nó mùi xe mùi của cái cổ gì ấy nhỉ? Khoai lang. Không phải bên trong khoai lang khác. Ở ngoài bây giờ khoai lang. Mùi gì mày? Mùi gì ấy, chứ có củ gì á. Củ gì? Khoai lang sống. Gần chín. Khoai lang gần chín.
Làm này làm gì vậy? Uống làm gì đây? Quả của tao, quả mày đâu? Quả con đây. Ủa nóng 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 nóng. Quả nóng. Đây nè. Đây đúng không? Ok, cầm đi. Khu luôn nha. Khu là phải cho gừng mới cho xả vô liền. Dao này sao mà uống? Cứng quá. Em ghê. Bỏ đâu. Anh đâu biết. Nóng không? Không biết. Không nóng luôn. Mẹ ấm lắm. Ấm. Ấm lắm quá. Ê sao mà ấm thế? No. Cho con này, cho con này. Để đi cho đẹp tí rồi hàn sao để... Cho gừng vô làm gì vậy? Con không thích. Là cho gừng vô đúng bài. Thôi chẳng gừng đâu. Không được đúng không? Đi con đau bụng nhá chịu nha. Ok con. Rồi sẽ dừa nữa con cầm. Đây là của cô. Con ta má. Con đây. Tao đúng không? Rồi, ta để đây. Mày đúng không? Cô quả ông cầm này. Ủa, quả này cũng cầm chín luôn này. Con lừa lục. Này. Thôi không có đổi. Con lựa quả này. Không. Con lựa quả này ok. Theo tí một cho gừng vô. Thơm quá. Quả mở ra mở ra mở ra mở ra mở ra. Con lựa cái này nha cậu. Ok luôn. Xả làm cái đồ này ngoáy đâu nội. Làm gì? Cái món dừa nướng chui. Mặt ong xả. À rồi, phải. Xả gừng. À quậy lên. Mày uống mày thấy cái mùi gì cả. Uống đi. Cho cầm uống trước có gì nó bị gì mình không biết nha. Cầm sẽ là chút bạch và sau khi uống xong nó có cái này cắt có vậy thôi. Uống tự ra. Nhạt quá. À, cái mùi vị của nó là kiểu nước trà ấy nhỉ. Ngọt ngọt chua chua. À, nóng rồi mày uống mạnh mới hơi cầm. Xả này, gừng bên dưới nè, quậy quậy lên. Ai nói với mày là vừa uống này chị được vui? Còn đập đấy thôi. Nghe giang hồ đồ nè. Cái món dừa uống với lại dừa nướng chui, lộn dừa nướng uống với lại xả với lại gừng là không có trị được Covid chứ nha bà con. Chưa có bác sĩ và nhà khoa học nào mà chứng minh được cái món vấn đề này. Này mà mọi người mà tin bậy tin bạ mà dứt vô thì sớm sớm là giãn kiểu kết thúc cuộc đời tươi đẹp đó nha. Nào quá. Nhớ là phải nếu mà có bị bệnh gì thì phải theo hướng dẫn của bác sĩ mà chữa bệnh nha. Nghe thằng cầm mà uống vô là đi luôn á. Đi luôn á, không gì. Đi mà một đi không trở lại luôn á. À cầm. Này uống lạ lạ á mọi người. Nào quá. Cậu cùi ăn. Nguy hiểm á, này nguy hiểm chết người nè. Như là khoai lang nướng. Mày chính uống dừa không? Dừa nướng này, dừa nướng chui ngon lắm. Ngon lắm thật. Uống này ngon lắm. Uống xong rồi. Uống cái chát xong.
cái này giờ dừa nướng chui cơ mà. Nướng tươi, cái này phải dừa nướng chui nó mới ngon. Đẹp. Sao lại nhạt? Ăn củ nhạt đó hả? Sao nãy mày kêu ngọt? Thầy, thằng Cầm không thể nào mà tin được bà con đây. Nó lúc này lúc kia nó tùm lum tè le hết. Mọi người nên né Cầm đây nha, không có tin nó được. Uống cái vị, uống cái vị nó nóng nóng, ấm ấm giống kiểu trà gừng, chả. Thôi, này lật lọng quá, chắc tôi quay lại clip. Mạch gấp từ lúc đấy. Không có nha, không có vụ mà chỉ được Covid, Covid đâu nha mọi người. Uống vô mà cái này là, coi chừng là tối nay là kết thúc luôn cái giấc ngủ mà tươi đẹp nha. Có tác dụng là kết thúc giấc ngủ ngon, tối nay coi chừng mắc mụn nhà cầu ngủ luôn đó Cầm. Không vô đâu hả, chắc không? Sao vậy? Chỉ bè không vô sao? Chỉ bè không thu luôn. Giang hồ quá trời. Đã quá. Cái kiểu nó ấm ấm uống nó lạ miệng lắm. Nó gừng nó thơm ấy, tí xả mùi thơm đã lắm. Không, mùi vị nó thì nói chung là nó lạ lạ đã lắm. Nó dừa non quá, nó chặt vào dừa dài dài cái là ngon rồi. Nó cứng cứng cùi nó ngon. Bye bye mọi người nha. Để cho con Cẩm về nhà nó uống thuốc không thôi là tối nay mà nó bị cái gì là nó không có chịu trách nhiệm nha Cẩm. Bye bye mọi người nha. Này không có chịu được Covid, Covid đâu cho bà con. Đừng tin bậy tin bạ mà hốc vô là ra đi luôn nha. Mãi mãi không quay trở về luôn bà con. Vô mọi người. Quên. Mời mọi người, mời mọi người nha. Tao quậy nè. À. Cần ăn kẹo. Kẹo cuối hả? Không kẹo được à? Con này kẹo hút. À. Ngon không? Nước rội hơi nhạt. Sao lúc mà cho mặn, lúc mà cho ngọt, lúc mà cho mặn sao? Cần kia ngọt hồi nào? Từ nãy từ lúc đầu chưa ngọt ghê. Nên nãy em thấy nó khui ghê, khui hai lần bắn mặt. Đã à. Đấy lúc đấy em xui rồi. Xui rồi. Tao cố tình khui bắn chúng ghê không? Thế tao đẳng cấp một cặp. Còn chẳng này ra là cái thịt mới. Hết nước rồi. Quẩn cái này lên. Không phải uống nữa trời. Nãy rõ ràng lựa trái bự nha. À, tao không ép nha, đúng không? À, chơi tao phải. À, tụi này. A Cầm hả? A Cầm. A Cầm cũng chơi. Rồi, tôi đi về nhà đây.